Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lý Đức Trung và hiện tại chúng đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Uvet và phụ trách thị trường miền Trung. Và sáng ngày hôm nay thì chúng cùng bạn Vịnh và bạn Uất là phụ trách thị trường ở khu vực đó là Đông Hòa của Phú Yên. Hiện tại đang ghé thăm hồ của một khách hàng rất là thân thiết của công ty Uvet, đó là hồ của anh Thoại. Và hiện tại thì anh Thoại cũng đang thải giống Uvet và cũng được gần 2 tháng rồi. Và chúng ta sẽ cùng vào xem tốc độ phát triển của Uvet ở cái khu hồ đất Thổ Lâm với gần 2 tháng tuổi thì nó như thế nào. Và một cái điều tuyệt vời là cái khu hồ anh Thoại này vụ trước cũng thải giống Uvet và cũng đã được về sái cuối cùng là sái 38 con. Nếu mà về được cái sái 30 mấy con tại cái khu vực Đông Thổ Lâm này là một cái điều cũng rất là đặc biệt, bởi vì là khu Đông Thổ Lâm này là hiện tại thì là nước ngọt 100%, nuôi ở cái độ mặn là 0/1000. Và một điều đặc biệt ở đấy là anh có một cái hệ thống để mà xi phong đáy ở trong cái khu hồ này nha. Cho nên khi nào cái đáy của anh rất là sạch sẽ và anh nuôi cũng khi mà giữ được cái đáy nó sạch sẽ như thế thì anh nuôi được phê sẽ lớn và cũng nuôi được ở mật độ nó cao hơn so với là bình thường. Đấy là bạn Uất mà hiện tại bạn đang phụ trách lab để mà test nước hỗ trợ cho anh em tại cái khu vực này, đó các thông số môi trường một cách thường xuyên để mà điều chỉnh phù hợp nhất. Đây là những cái sản phẩm của công ty Uvet mà hiện tại anh đang sử dụng này. Đây là có bộ đồ tăng trọng, bộ phuta và cản xịt phốt này. Đây là sản phẩm đường ruột nhập khẩu từ Hàn Quốc, đó là Biogon này. Đấy. Biogon này thì hiện tại anh đang cho sục chung với cái sản phẩm là Lactic Blue. Đây là hai sản phẩm này anh sẽ sục chung để mà ăn tổ thường xuyên. Ở đây là cái khoảng quái xéo. Quái xéo thì hiện tại ở cái khu vực này sai rất là nhiều, bởi vì ở đây là nước ngọt hoàn toàn và người ta cần những cái khoáng chất cao cấp, thì hiện tại thì ở khu vực này họ đang xài cái quái xéo rất là nhiều để tránh cống thân đục cơ cũng như làm cho cơ tôm thịt nó chắc hơn, khỏe hơn. Iodine này đấy. Thì anh hiện tại là anh xài chỉ một cái khu hồ đất như thế này thôi, nhưng mà anh cũng chịu rất là chịu đầu tư đấy. Đây, đây là tôm Uvet hiện tại được 55 ngày nha các bạn. Đấy, 55 ngày hồ đất. Tôm rất là đều, dài đòn và rất là súng nha. Vịnh đồ sái được nhiều con đấy Vịnh. Hàng 8. Hàng 8 chưa? Hàng 8. Dưới 8 hay trên 8? Trên 8. Đợt đầu tiên là anh là 80 con là anh bắt đầu tỉa là 2 tháng 10 ngày. Khoảng cỡ 75 ngày là anh bắt đầu bắt về là 42 con, tỉa dần về 38 con. Là khi mà 38 con là khoảng đúng 3 tháng luôn, là đúng 90 ngày. Là đợt đó bắt 6 tấn tôm. Còn đó là tôm xí tôm đô này khoảng là hơn 6 tấn. Về cuối là 38 con. Đấy, hồ đất mà nuôi về 38 con nó bắt 6 tấn tôm. Ghê không? Quá ghê luôn. Đấy, và vụ này thì tiếp tục như vậy, anh cũng thả là 17,5 vạn tôm và tổng lượng thả là 35 vạn. Thì hiện tại là một cừ là anh cho ăn là 60 kg rồi. Một ngày ăn 3 cừ thì hiện tại là một ngày là ăn tiêu thụ là 1 tạ táp và tôm phát triển cũng rất là tốt. Mới có chưa tới 60 ngày thì đã về sái 80 con rồi. Khoảng cỡ hơn 80 con xí hả? Tầm 2 hả? Đúng, có chẳng hả? Tầm 5 đến 9 chúng con. Khoảng cỡ 85 con. Đấy là tốc độ rất là tốt tại khu vực này rồi. Đấy. Thì cho em hỏi thăm thử thì trong cái giai đoạn nhỏ thì cái về vấn đề gán đồ nó có hiện tại là ở khu vực này nó hay bị xảy ra không anh? Mình hồ mình chẳng hạn. Không, đợt đây là đông nó im là gán. Gán là nói chung là từ đầu đến cuối bây giờ là đều êm hết. Nhưng mà anh hỗ trợ thêm gán thôi chứ. Có, em không thể hơi cua. Có chưa? Có hả? Nhưng mà sai hết rồi hả? Sai hết rồi, giờ lớn cho anh gán chưa? Giờ lớn đây là cho anh thôi, còn đợt trước là có tạt không? Có chưa? Dạ, tạt như vậy bình thường là hở của là anh tạt hồ này là bao khoảng bao nhiêu chai? Hồ đây 6 chai rồi chứ. Một lọc 6 chai. Hồ này là diện tích khoảng cỡ là 4,5 nha các bạn nha. Diện tích khoảng 4,5 thì hiện tại là anh khi mà trong cái giai đoạn nhỏ thì anh hỗ trợ gán cho nó bằng cái cách là anh tạt cái hở cua với liều lượng là 6 chai. 6 chai cho cái hồ diện tích 4,5 này. Hồ đất đấy, hồ đất mà anh tạt cái lượng là 6 chai á. Đấy, như vậy thì khoảng cỡ nếu mà 6 chai như vậy thì mấy ngày anh tạt một lần? Thấy gan mà nói là mình theo dõi tôm này, thấy gan nó xấu là mình tạt. Thì trong nói chung là mình cứ theo dõi tôm hết, khi nào mà thấy gan nó hơi xấu thì mình tạt. Hello thầy. Rồi, cảm ơn anh nhé.